Ok, và hello anh em nhé. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Easy đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series, đó chính là Pokemon Unite nha anh em ơi. Và hôm nay tôi vào tôi sẽ nhận được các con Hoppa. Đấy, tôi đã cày xong rồi anh em ạ. Cày xong Hoppa và tôi sẽ nhận Hoppa. Cực kỳ là ngon luôn anh em ơi. Hoppa Style này rất là đắt, 735 gem ha. Nó không giảm giá thì chúng ta cũng bó tay chấm com, không biết là đánh kiểu gì. Rồi chúng ta sẽ vào chơi Hoppa nhá. Cuối cùng lấy được Hoppa rồi anh em ạ, à, quá ngon luôn. Đấy, như thế thì bây giờ mình cũng không cần cày cuốc quá nhiều nữa. Này, Hoppa được tặng free. Anh em không cày con này thì quá đáng tiếc luôn, gì nữa nhỉ? Đấy. Đấy, anh em thấy gì chưa? Ui bé thế. Vãi cả lều, bé quá. Ồ không, giờ tôi sẽ cho lên dạng 2, trông nó sẽ chất hơn anh em ạ. Làm sao cho dạng 2 nhỉ? Form Trend, đấy. Ok bạn ơi, thôi no 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 no, tôi đang muốn test này ha. Tôi xong được lên dạng 2 ở trong này. Ảo thế. Ảo ma thế nhỉ. No bạn nè. Tôi đang chơi, tôi đang muốn lên dạng 2. Không được anh em ạ, không để dạng 2 được luôn ạ. Mất đỡ hợi luôn. Muốn để dạng 2 để cho nó đẹp tí, nhưng không nó không cho anh em ạ, không cho thì thôi. Event là xem có event gì không. À con này vẫn phải chạy. Con này chạy đến 10 rồi anh em ơi. Còn tận 10 ngày cơ. Sắp với cái thời trang con này rồi, đẹp chưa. Lại có sắp thời trang mới ha. New Serif Bonus. Đấy, để đổi đồ Serif ha. Được. Nói chung là event, có event gì chơi event đấy thôi anh em. Tôi cũng không, ở đây có cái vẫn có cái sự kiện gì vẫn cho cái quái gì mình không biết được nó là cái gì ha. Làm trận đấy anh em ơi. Rank của tôi lên đang mục tiêu lên 1.400 rank ha. Ok. Let's go. Tiếp tục vào game nào. Thật sự là ngon đấy nhờ. Thích đấy. Nhưng mà không có ai chơi thì đánh kiểu gì. Vấn đề là không có ma nào chơi ở đây. Rồi, ready, let's go. Lên nào anh em à. Chết rồi, cái con đẹp nhất của mình đâu? Nó là support à? Đấy, vẫn được chọn. Vẫn được chọn, ôi. Sao lắm. Đừng chọn hỗ trợ nữa, chọn đam đi. Chọn đan đi người anh em. Đừng hỗ trợ nữa, tôi xin đấy. Tôi xin chúng mày. Còn mình chơi hỗ trợ thôi. Còn mình là chuyên về gọi là đam to. À thủ trâu anh em ạ. Dạng kiểu thủ rất trâu à. Tên 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 chen 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 đi đâu à? Ui, tắm tăng này. Đờ hợi. Đánh kiểu gì đấy? Hai tăng. Một tăng. Cái cả lều. Thế sao không chơi đam nhỉ? Thế sao không chơi đam ta? Chơi đam thì rất là khỏe. Tại sao không ai chơi đam nhỉ? Thật sự là hơi bị lạ nhá. Hoppa. Mình là rank đây như bằng máy. Tôi sợ đây ba bằng máy bằng máy. Có người, chắc chắn là có người nha. Mà này chắc là có người chơi. Chia ra ha. Hai thằng tăng cơ đi với nhau thì thấy có vẻ là hơi bị ngáo à. Tranh nhau làm gì? Vãi lều, thằng kia nó còn tranh nhau. Đây đánh cái này này em ơi.
rồi, đấy đấy, đấy đấy. Đúng rồi, nó chạy rồi, nó chạy rồi, nó chạy rồi. Chạy. Thôi 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 thôi, đánh nhau trong nhà nó làm cái gì vậy? Choáng hết đi cưng ơi, đánh thế nào được tao? Xin tuổi. Xin tuổi, xin cái tuổi. Lại hồi máu đánh tiếp anh em ạ. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu bạn ơi? Con kia xin mày đấy. Chết mợ bây giờ. Thôi đánh nhau trong trụ nó làm cái gì? Khó khăn nhỉ. À tôi có cái cục máu đây. Cho nó ăn cái cục máu này cũng được này. Hơi ấy nhá anh em. Đâu rồi? À tìm. Có gì đấy? Đúng rồi anh em ơi. Kìa 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 kìa. Tốt 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 tốt. Chạy lùi đã, lùi đã, lùi đã, lùi đã. Đang bị ấy này. Ôi hồi máu cái anh ơi. Cho em hồi máu cái. Ui. Về đi mày, em ơi, về đi, về đi, về đi. Ôi. Sao không ai lên đây? Nhiều ấy thế nhờ. Đấm nhau các kiểu cũng là điều. Vài em ạ. Ok ok ok. Hay quá nhỉ. Hay quá nhỉ. Phá nhà rồi anh em. Đánh trên này anh em ơi. Chúng ta sẽ lấy cái cục này để lấy ấy đã. Tấn công, tấn công, tấn công, tấn công. Đúng rồi anh em ơi. Yes. Đứng nhau sợ thật sự luôn. Kinh hoàng. Thề kinh hoàng luôn. Xuống dưới, xuống dưới. Ui, 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 ui. Mình có thể đẩy, đẩy lùi xa anh em ạ. Ok, ok, ok. Ok 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 bạn ơi. Mày à, thôi thôi chạy 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 chạy. Đánh tao cái quái được cưng. Xin cái tuổi à. Tôi không không thả được cầu. Nó không thả được cầu anh em ạ. Thôi thôi lùi về đi à. Lùi về đi, lùi về đi, lùi về đi, lùi về đi. Ok kia 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 kia. Đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau, 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 đánh nhau, nhau. Chết rồi, team đâu hết rồi. Quái cờ lều. Team này nó khỏe quá anh em ạ. Đánh giết đi, đúng rồi, nice. Nice, 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 nice. Nice, đánh nhau khá là găng à. Mình một mình đấu ba quả đấy thì đúng là chịu. Xuống đây đấm nhau này anh em ơi. Xuống đấm nhau nào, xuống đấm nhau nào, xuống đấm nhau. Đúng rồi, đúng rồi, ok, 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 lên nào, lên nào. Chết rồi, chết rồi, chết rồi.
xuống dưới đánh cái này đây anh em ơi, xuống dưới đánh cái này đây, xuống dưới đánh cái này đây, đây này, đây cái này này. Chết ngay. Ui ôi mẹ. Cay thật sự luôn ạ. Cũng được anh em ạ. Ơ? Chết ngay mẹ láo thật sự luôn. Oh. Mày nhờn à, siêu là support đây rồi. Sợ gì nha. Sợ gì mấy con cửa hóa này anh em. Không sợ đâu. Không sợ nha anh em. Cái này nó sẽ bật bọn nó ra anh em à, né ngay. Né combat kinh lắm. Chiêu ấy không nên dùng. Thật sự là không nên dùng. Farm đã. Farm đã anh em ơi. Phantom Force 12. Mới có 12 thôi. Lùi về đi. Farm đã. Chết hết. Còn có 7 giây này. Đánh kiểu gì đây? Tino à? Bình tĩnh em ơi. Giết nó đi, giết nó đi, giết nó đi. Đưa đi. Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Tôi hồi cái máu á, xong tôi lại lên luôn. Lên anh em ơi, tấn công, tấn công, tấn công, tấn công. Tấn công thẳng vào nhà nó còn gì nữa. Mình có thể tốc biến thẳng vào nhà nó được anh em ạ nhá. Không phải lo. Về nhà, về nhà, về nhà, về nhà, về nhà, về nhà đẹp. Về nhà đẹp, về nhà đẹp, về nhà đẹp, ok, ok. Đẹp đi. Có 8 giây rồi. Thắng à. Nhờn với anh à, không được, nha. Yeah. Vẫn thả được cầu hay sao anh em ạ? Úi xời. Mạnh đỉnh của chóp à. Nice. Quả tốc biến ra, tốc biến vào. Nó gọi là hoàn hảo anh em ạ. Quá hoàn hảo, quá mạnh, quá xịn. Không phải nói nhiều. Đít đi trời, thắng rồi. Có mình mà, mình chắc MVP mà không? Không được MVP à? Thằng kia giết người nhiều. Thằng nồi giết người nhiều. Mình thằng hỗ trợ. Riêng mấy mạng. Ui, vãi đạn có support được 6 mạng luôn. Hảo ma thật. Hỗ trợ tận đến 13 mạng anh em ạ. Úi xời ơi. Ngân ma. Mình hóa lên cái mình đúng là trâu anh em ạ. Tăng cơ cứng dã man. Ok. Có cái bộ item này nó gọi là siêu khỏe. Nghĩ cái này là sẽ ngon nhất rồi. Ok nha. Có thể khỏe mà anh em.
con mới dù bị giảm sức mạnh một chút rồi đấy, nhưng mà nó vẫn là quá ok ha. Rồi, bấm Pokemon này. Chúng ta sẽ có... Đâu sao con kia được để trái tim mà? Không à, không để trái tim mà. À, thảo nào mình không để trái tim nó không được lên đâu. Chúng ta có những cái bộ khi mà chúng ta búp cái chiêu cuối lên đấy, chúng ta có lớp giáp anh em cho tất cả anh em luôn. À, cho người thấp nhất à, máu thấp nhất à. Ơ, mình có cái này này. Mình có cái thả cầu mà mình không thả. Mình cứ sợ, mình có lớp khiêng mà. Rồi, và chúng ta skill nhé. Lớp khiêng, lớp giáp còn hồi máu nữa.